បាទសួស្តីគ្នាយើងសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់សាដូអញ្ចឹងនៅក្នុង CSS របស់យើងគឺយើងមានប្រូប៉ាធីមួយគឺ box shadow chúng preview về má, chân như khơi miên là so đấy, thò mà đá, chỉ cần thò mà đá, và ở lớn đấy nhóm time class ở việt, class, ok, thì ở tìm mối chấm ở text primary, chân này dùng miên này mình chân đấy, text primary dùng for đấy, hay bắt đầu một tiết nhóm time class shadow, nó bây giờ dùng time class shadow, và chân như khơi miên sờ máu nó bị càng cầm này liền, thì khơi miên sờ máu đấy cả nhé, và anh ấy cứ shadow ấy. Hai bây giờ trong bàn sạch đấu tôi cứ dùng bàn sạch đấu SM ok trên như khơi màu màn tí phía màn tí như khơi nhắn và hai bây giờ trong bàn sạch màu thống cứ dùng bàn LG tỏa đấy trên như khơi màu về hàng thông đó và chẳng chẳng set padding về tới chân á P3 padding by space và trên như khơi nhé khơi nhìn màu space đảm bảo viện tích chẳng là nắng cứ tệ tôn ta nắng tích sạch đầu rồi đó. Ok, tệ tương sạch đầu ấy. Hay dừng ai đặt border border sạch sẽ dừng tới cho mở mới miền cà phải tù lại ạ nè chứ cái tôi bây giờ dừng đã xung rồi đó rồi dừng khơi nằm miền sửa màu lên được lại như đây nè ok khơi miền sửa màu ok xong lục border này chào bình tất và chứ như khơi sửa màu nè chúng là cứ nghe một phát nhé trong ban sờ máu cứ dùng para sạt đố sờ máu tối sạt đố sấm sờ máu thống cứ sờ máu thống cứ dùng đã này nhé LG ok chẳng còn mê chia này thì khắc một mắt đi nhé khắc một mắt thì dùng mờ mình tính nhé dùng ai tay bàn